VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào mọi người. Nếu mọi người vẫn đang thắc mắc là dàn loa của nhà bạn đang sử dụng là công suất lớn cộng với chiếc âm ly nhưng vẫn không thể thoát ra được âm thanh như bạn mong muốn, thì hôm nay VDA sẽ giới thiệu cho bạn một giải pháp khác, đó gọi là main, còn gọi là cục đẩy công suất, và thay để thay thế cho main. Nhưng những dòng main giá trị trên thị trường thì không phải ai cũng biết. Thì hôm nay VDA sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng main cao cấp có tên là BFT47 của thương hiệu BF Audio, với đầu ra 4 kênh có thể phát huy hết sức mạnh cũng như là công suất dàn loa nhà bạn và khiến bạn chắc chắn sẽ phải hài lòng. Sau đây chúng ta sẽ đi sâu hơn vào về chi tiết tính năng và cũng như điểm mạnh của dòng main này. BFT47 gây ấn tượng với các đường cắt 3D sắc sảo, lớp sơn phủ mịn màng, thiết kế tạo được sự mạnh mẽ trong hình dáng. Mặt trước là hai cửa sổ tản nhiệt, hai bên được làm bằng inox sáng bóng, giữ nguyên màu sắc của kim loại. Phần khung inox được khắc tên của thiết bị, phía còn lại là logo của hãng. Hai tay cầm chắc chắn, rất vừa tay để dễ dàng cầm nắm và nâng thiết bị. Các nút được thiết kế các rãnh, khi điều chỉnh không bị trơn trượt. Bảng điều khiển gồm 4 nút vặn điều chỉnh cho 4 kênh riêng. Bên cạnh là hệ thống đèn báo khi điều chỉnh các kênh. Mặt sau được bố trí các đầu kết nối vào và ra của main. Ngoài ra mặt sau còn có 4 cổng tín hiệu XLR đầu vào, 4 cổng tín hiệu XLR đầu ra, 4 ngõ ra loa speakcon. Các cổng kết nối được gia công chắc chắn với các mối hàn kỹ lưỡng. Ở các đầu kết nối này là nơi thường ảnh hưởng xấu đến chất lượng âm thanh nếu đầu kết nối không chắc chắn. Ngoài ra mặt sau còn được in khá nhiều thông tin cũng như lưu ý khi sử dụng loa. Các mặt còn lại của main cũng được sơn phủ tĩnh điện, bề mặt không bị lỗi, nhám hay bóng khí. Khi chạm vào thì khá là láng mịn và mát tay. Mặt trên còn được dán tem chính hãng BF Audio. Các mặt còn lại của thiết bị được bố trí xen kẽ nhiều khe tản nhiệt ở hai bên với mục đích làm mát máy, hạn chế tình trạng sinh nhiệt trong thiết bị. Về chất lượng âm thanh, main BFT47 là dòng main được thiết kế 4 kênh ngõ ra công suất cao nên việc tạo ra chất âm mạnh mẽ là điều không cần bàn cãi. Nâng âm lượng không có hiện tượng rè tiếng, vỡ tiếng. Main quan trọng nhất là khả năng xử lý âm thanh sạch, không lẫn tạp âm và tiếng rè. Khi vào các thiết bị khác thì BFT47 đã xử lý tốt điều đó. Về hiệu năng sử dụng, là dòng main sử dụng khuếch đại Glass H, có ưu điểm là công suất lớn, ít nóng và ít hao điện cho hiệu suất cao. Hệ thống làm mát tản nhiệt của main BF Audio T47 hoạt động khá tốt. Luồng không khí được làm mát hiệu quả, đối lưu từ trước ra sau giúp các linh kiện không quân bị quá nóng, không gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Bên trong các quạt gió cũng được tích hợp chế độ điều chỉnh tự động theo nhiệt độ. Độ bền của thiết bị, main BF Audio T47 được tích hợp mạch bảo vệ quá tải, mạch khởi động mềm. Ngoài ra còn có cơ cấu bảo vệ khuếch đại bao gồm kiểm tra ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra. Hơn nữa với cầu chì tổng tự động ngắt thì khi có sự cố điện, thiết bị sẽ an toàn hơn. Đánh giá một chút về ưu nhược điểm mà VDA chúng tôi tổng kết sau khi khảo sát các khách hàng đã sử dụng. Về ưu điểm, mẫu mã thiết kế ấn tượng là dòng main 4 kênh công suất lớn, chất âm mạnh mẽ, nội lực, xử lý âm thanh chuẩn, tiếng sạch, hiệu năng sử dụng cao và ổn định, độ bền cao. Còn về nhược điểm, giá thành khá cao, phù hợp với các dàn âm thanh cao cấp và hiện tại đã xuất hiện hàng kém chất lượng trên thị trường. Chính vì thế mà VDA luôn khuyên mọi người nên đến các cơ sở uy tín để có thể được đảm bảo về chất lượng sản phẩm cũng như là giá thành. Hiện tại thì dòng sản phẩm BFT47 này đang được phân phối ở VDA với mức giá một cực kỳ ưu đãi, chỉ với 17 triệu đồng. Và mọi người cũng đừng quên là có thể tới tất cả các cơ sở chi nhánh của VDA để có thể được hát thử cũng như là trải nghiệm toàn bộ các sản phẩm nơi đây miễn phí hoàn toàn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3 178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4 320 Tân Xuân Nhì, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.